Bây giờ như vậy, để tìm ra người nào cầm về 500 đồng tiền mặt túi đây. Bao thư đã có rồi, ai là người đi giữ bao thư đâu? Hình như là Trần Minh Thuận phải không? Trần Minh Thuận đi giữ bao thư 500 tiền mặt. Bây giờ trò chơi bắt đầu. Cho Thanh Tùng, cho Thanh Tùng cầm 10 người. 10 người, ai muốn tham dự Thanh Tùng cầm 10 người. I need 10 people. I need 10 candidates. Lên 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 lên. I need 10. Hurry up, hurry up, just 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Just 10. Okay. Chỉ 10 thôi, chỉ 10 thôi. Rồi thôi, bao nhiêu cũng được. Có bao nhiêu chơi hết luôn. Thôi chờ hết luôn nha. Rồi, bây giờ như vậy, trong số 10 người này, Thanh Tùng sẽ nhờ các anh chị, Thanh Tùng sẽ nhờ các anh chị chạy đi xuống ở dưới khán giả, dưới bà con mình, lấy về một cái món đồ nào đó. 9 trong số quý vị mà về sớm nhất với cái món đồ đó, quý vị tiếp tục bước vào vòng trong. Những ai mà đứng hàng thứ 10, 11, 12 giờ sau là thua, được chưa? Nó không phải chưa? Thanh Tùng nói hết chưa? Trời ơi, tôi nói ví dụ vậy đó, lẻ ghê không à? Chưa, em cầm cái bàn kia chứ đi. Chưa, bây giờ nè, lắng nghe cho kỹ. Ai mà trở về sân khấu, chính chị nào trở về sân khấu sớm nhất với món sau đây, quý vị sẽ tiếp tục tiến vào vòng trong. Nếu quý vị là người thứ 10 trở về sau, quý vị tự nhiên là bị loại ra khỏi vòng. I need the first 9 people coming back with me with this one. Xin chạy xuống dưới, trở về đây. Chính người nào trở về sớm nhất với một chiếc giày cao gót của phụ nữ. Chạy về trước, đứng trước mặt Thanh Tùng thì mình sắp hàng dài cho nó cho chắc ăn. Có ôm ấp gì chưa á? Giờ mà ôm gì? Bây giờ chính vị nào về sớm nhất với món sau đây sẽ đi tiếp vào trong vòng chung kết. So please, chạy xuống dưới và mang về cho Thanh Tùng mượn một cái khăn choàng nào của phụ nữ mà nhiều màu sắc nhất. Khăn choàng nào nhiều màu sắc nhất, ai về trước đứng đây, sắp hàng kế tiếp. Em thấy khăn choàng. Ok, đứng đây. Ok, đứng đây. Một số 2. Trời ơi, cái này là cái gì bảo vậy? Ok, đã, nói chung thứ 3. Sắp hàng cái gì cuối cùng. Thứ 3, thứ 4. Cái đây, thứ 5. Thứ 6, qua đây, thứ 7. Hai người nữa. Okay, you guys did a very good job. So, now how many people I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anh Tùng nói là đi lấy cái căn nào có nó nhiều màu nhất, nở lòng nào lấy cái căn chuẩn bị cho tôi làm sao? Mấy bạn nghĩ sao vậy? Ok. Bây giờ tôi chọn, trong số này tôi chọn khăn nào nhiều màu nhất thì vô. Ok, nhiều màu nhất vào bên cho Thanh Tùng. Cái này của ai? Rồi, đúng cái này Thanh Tùng.
gì tôi vậy? Liên suất, liên suất. Ai cảnh này đâu? Ai là người cảnh này vậy? Liên suất. Dở mặt à? Lừa tôi hả? Dở cái tôi à? Lừa tôi à? Thấy tôi hình cái lừa tôi. Dạ cái này thanh tùng cần nhiều màu hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok rồi, 4 chị đứng đây. 4 chị đứng đây. Giữ nguyên ở đó. Bây giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình đang có 8 thí sinh. 8 thí sinh này sẽ phải chạy xuống dưới. 7 người nào về sớm nhất đến món sau đây sẽ tiếp tục vô vòng chung kết tối nay, đi xuống dưới và lấy về cho Thanh Thuần một cái thai không phải màu đen. Em thai nó được lá hoa. Em thai nó được lá hoa. Một cái hoa. 2, 3, 4, 5. Ok, đã ok, Seven Winner. Thank you, thank you. Rồi, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đứng đây. Để rồi. Trời ơi, ông chạy về, ông chạy về, ông thở, cái người thứ 8 á, ông chạy về, ông chỉ vô cái bà nào ở đây, cái nhói này nó giật của tôi. Ok, giờ tôi, Thanh Tùng còn lại 7 nha, 1, này anh chảy rồi, có tính nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, còn 6 chị, sorry anh, hẹn gặp nhau tiếp sau. Rồi, 6 chị ở đây nha, phải nhanh như vậy nha, bây giờ trong 6 chị. Khoan, bây giờ khoan trả tôi xíu là cả sân cho luôn. Khoan, dưới đây. Rồi, bây giờ trong 6 vị này mình sẽ loại 1. Mình sẽ loại 1 nha. Thế Tùng cần 5 vị nào trở về đây sớm nhất. 5 vị nào trở về đây sớm nhất với một cái wallet của, một cái bóp của mấy ông mà hàng hiệu. Hiểu là ai nhận ra cũng biết là hàng hiệu. 5 người nào về sớm nhất cho một cái wallet hàng hiệu. 5 người, rồi đất của mình nha. Ok, em đi 1, 1, LV 1. Có ai có cua chị không? Ở gì? Thì hiểu gì? LV 2. Thì hiểu gì? Thì hiểu gì? LV 3. LV 4. One more. Not more. I'm gonna ask someone, borrow someone. Gucci, LV, someone who I don't care. They're gonna be friends him. What's that? Louis Vuitton, rồi đủ. Five, we have enough. Rồi, 5 vị rồi. Bây giờ mình sẽ loại 1 vị. Mình sẽ giữ lại 4. 4 người nào trở về sớm nhất với món sau đây sẽ lọt vô vòng chung kết. Mang về dừng cho Thánh Tùng 4 vị nào về đầu tiên với một cái vớ của đàn ông. Thôi đi đó. Ok, 6. Ok, bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5 không? Ok, 5. Bây giờ 5 vị này sẽ loại 1, giữ lại 4 mà thôi. 4 người kế tiếp vô vòng chung kết. 4 người nào về sớm nhất với món sau đây xin hãy chạy xuống dưới mang về dừng cái Thánh Tùng bất kỳ cái túi sách nào của phụ nữ mà hiểu LV. LV, LV. 1, 2, 3, 4. Ok, that's enough. Ok, that's enough, that's enough. We have enough, we have enough. Sorry Natalie, I got enough. You need. Ok, chúc mừng 4 vị. Đây. Rồi, trong 4 vị, trong 4 vị này chúng ta sẽ loại 1, giữ lại 3 mà thôi. Giữ lại 3 mà thôi. 3 vị nào bây giờ chạy xuống dưới mang về cho Thánh Tùng bất kỳ một cái tiêu nhất hoặc nào của New York Life Way với điều kiện mỗi một cái tiêu nhất hoặc đó có 5 cái giống bôi son. Mỗi tiêu nhất hoặc có 5 cái giống bôi son đây đây. 5 dấu cơ sở. I need a ticket for my girl. Feel the flight. Goodbye. 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 Dấu cơ sở. 5 cái dấu cơ sở. 1, 2, 3 cái nè.
đó. Rồi, cái điện một cái nha. Rồi, ba. Rồi. Ba em đứng đây. Ba em thằng nào quá. Em trễ rồi. Đâu, giống như son đâu. Tôi còn giấu môi so. Ổng lỡ nói cho ai biết của anh à. Thì sao mấy người này. Rồi còn ba người. Còn ba người, ba chiến sĩ dũng cảm không có gì. Chàng có tên lớn quý vị. Như vậy có nghĩa là một trong ba vị, one of you gonna take home with $500 cash. One of you. Và bây giờ vậy, ba người á mà tới đây rồi là giỏi lắm rồi. Thành ra nên chăng mỗi người mình tặng chai rượu. Rồi, Nhân, em lấy ba chai ra đây tặng cho ba vị. Trước khi mình tiến hành bước kế tiếp, ba vị, mỗi vị một chai rượu nha. Mà nhớ lá khỏi mượn của ai trả thì nói nha. Tôi muốn chịu trách nhiệm cái dù lá khỏi mượn trả nha. Rồi mỗi em một chai. Chúc mừng. Ok rồi, có thể chưa? Thầy nha, chuẩn bị. Bây giờ mình sẽ loại 1, giữ lại 2 mà thôi. Mình loại 1, giữ lại 2 mà thôi. Rồi ba bạn ở đây, nhanh lên, ra lên đây. Nghe cho kỹ nè. Hai người nào trở về đầu tiên trên tay với một cái hand, với một cái pantyhose của phụ nữ. Hai người đầu tiên đi đây với một cái pantyhose. Lẹ lên, mà không phải là của mình, mượn của ai cũng được. Nè ta lộn luôn. Bây giờ có ai có cũng mượn. Cảm ơn các bạn nha. Quỳnh, cái này của ai vậy? Cái này của ai? Ủa? Sao cái thẻ đi hô mà chỉ cho ông nội này làm sao? Tại sao cho ông cưới được mang thẻ đi hô? Thẻ đi hô này cũng có cái tiếng. Quá nha. Con này mượn của ai vậy? Đè lắm. Của bà xã em. Của bà xã em. Tiện gây này của em hả? Ok. Trời ơi, xuống ông lột, nghe có bà xã luôn. Rồi, bây giờ còn hai. Một trong hai chị này tối nay sẽ cầm về 500 đồng tiền mặt đêm nay. Ok. One of them. Take home with $500 cash. Ladies and gentlemen. Bây giờ, ai là người chạy về đây trước? Trên tay, mang về cho Thánh cùng một cái áo sơ mi của đàn ông. Chưa bao giờ thấy cảnh anh Natalia đè bạn tôi đã lột áo như vậy nè trời. Tôi đâu phải kè, tôi là người. Trời ơi, may mà tôi kêu lấy cái áo. Tôi kêu lấy cái quần cái ấm đè con phải lấy cái quần. Ok, rất xứng đáng không à. Rồi, 500 đồng dành cho Natalia. Chúc mừng. Rồi quý vị, thưởng của ai thả đó dùm thành tù nha.